Chương 13. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnaba, Simeon gọi là Nige, Lucius người Siren, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Saulơ. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Barnaba và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi. Vậy, Saulơ và Barnaba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucy, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre, đến thành Salamin. Hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giuđa, cũng có dân cùng đi để giúp cho. Trải qua cả đảo cho đến thành Bafo rồi, gặp một người Giuđa kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả, tên là Ba Giêsu, vốn ở với quan chấn thủ, tên là Sê-giúp Phao-lúc, là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Barnaba và Saulơ đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Elima, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa tên người, ngăn hai người đó, ráng sức tìm phương làm cho quan chấn thủ không tin. Bây giờ Saulơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dậy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng: Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù không thấy mặt trời trong ít lâu, chính lúc đó có sự mù mịt tối tăm phủ trên người, người xây quanh bốn phía tìm kẻ để dắt mình. Quan chấn thủ thấy sự đã xảy đến, bèn tin, lấy làm lạ về đạo Chúa. Phao-lô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Ba-phô, sang thành Bẹt-dê, trong xứ Bam-phi-li, nhưng dân lìa hai người trở về thành Jerusalem. Về phần hai người thì lìa thành Bẹt-dê, cứ đi đường đến thành Antioch, xứ Bi-si-đi, rồi nhằm ngày Sa-bát vào trong nhà hội mà ngồi, vừa đọc sách luật và sách các tiên tri. Các chủ nhà hội sai sứ nói cùng hai người rằng: Hỡi anh em, nếu có mấy lời khuyên bảo dân chúng, hãy giảng đi. Phao-lô bèn đứng dậy, lấy tay làm hiệu, rồi nói rằng: Hỡi người Israel, các người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy nghe. Đức Chúa Trời của dân Israel này đã chọn tổ phụ chúng ta, làm cho dân ấy thành vượng lúc ngụ nơi ngoại quốc, tức là trong xứ Ai Cập, và Ngài dùng cánh tay cao dẫn họ ra khỏi xứ đó ước chừng 40 năm. Ngài chịu tính nết họ nơi đồng vắng, lại khi đã phá 7 dân trong xứ Canaan, Ngài khiến họ nhận lấy đất của các dân đó độ trong 450 năm. Kế đó Ngài lập cho họ các quan đoán xét cho đến thời tiên tri Samuel. Bây giờ dân đó sinh một vua, nên Đức Chúa Trời ban Saulơ con Kisơ về chi phái Benjamin trị họ trong 40 năm. Đoạn Ngài bỏ vua đó, lại lập David làm vua, mà làm chứng về người rằng: Ta đã tìm thấy David con của Giê-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta, theo lời hứa Đức Chúa Trời, bèn bởi dòng dõi người mà dấy lên cho dân Israel một cứu Chúa, tức là Đức Chúa Giêsu. Trước khi Đức Chúa Giêsu chưa đến, dân đã giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn cho cả dân Israel. Dân đang lo làm trọn công việc mình thì nói rằng: Ta chẳng phải là đấng mà các ngươi tưởng, nhưng có đấng đến sau ta, ta chẳng xứng đáng mở dây giày Ngài. Hỡi anh em là con cháu dòng Abraham và kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, lời rao truyền sự cứu chuộc này đã phán cho chúng ta vậy. Vì dân và các quan ở thành Jerusalem chẳng nhìn biết Đức Chúa Giêsu này, nên lúc xử tội Ngài, chúng đã ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày Sa-bát. Dầu trong Ngài chẳng tìm thấy cớ gì đáng chết, họ cứ xin Phi-lát giết Ngài đi. Họ làm cho ứng nghiệm mọi điều chép về Ngài rồi, thì hạ Ngài xuống khỏi thập tự giá mà chôn trong mã. Song Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại.
Những kẻ theo Ngài từ xứ Galilê lên thành Jerusalem đã được thấy Ngài lâu ngày và hiện nay đều làm chứng về Ngài giữa dân chúng. Còn chúng tôi thì rao truyền cho các anh em tin lành này là lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, rằng Đức Chúa Trời bởi khiến Đức Chúa Giêsu sống lại thì đã làm cho ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ 2 rằng: Con là con trai ta, ngày nay ta đã sanh con, Ngài đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại, đặng nay khỏi trở về sự hư nát nữa. Ấy về điều đó mà Ngài phán rằng: Ta sẽ thành tín, giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã hứa với David. Lại trong câu khác cũng có phán rằng: Chúa chẳng cho đấng thánh Ngài thấy sự hư nát đâu. Vả, vua David lúc còn sống làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời, đoạn qua đời Người đã được trở về cùng các tổ phụ mình và đã thấy sự hư nát, nhưng đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại chẳng có thấy sự hư nát đâu. Vậy hỡi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em, lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình. Về mọi điều theo luật pháp, Môi-se chẳng có thể được xưng công bình. Nên hãy giữ lấy cho khỏi mắt điều đã chép trong sách tiên tri rằng: Hỡi kẻ hay khinh dễ kia, khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi, vì trong đời các ngươi ta sẽ làm một việc, nếu có ai thuật lại cho, các ngươi cũng chẳng tin. Khi hai người bước ra, chúng sinh đến ngày Sa-bát, sao cũng giảng luận các lời đó. Lúc hội đã tan, có nhiều người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Sau những người Giu-đa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phao-lô nói và mắng nhiếc người. Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạng dĩ rằng: Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho ngươi, nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này chúng ta mới xây qua người ngoại. Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy: Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất. Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó, nhưng các người Giu-đa xui dục những đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành, gây sự bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình rồi đi đến thành Iconi. Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy.